Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với series tập chơi nước hoa Lix của Lix by Tool. Đây sẽ là video đầu tiên trong cái chuỗi bài mà tôi giới thiệu những cái chai nước hoa dễ dùng, độc lạ và mang tính biểu tượng của nước hoa Lix. Nếu như bạn là người mới chơi nước hoa Lix và vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì series này chính là dành cho bạn. Vâng, nếu như để chọn ra một cái nhóm nước hoa mà được nhiều người thích cũng như nhiều người quan tâm nhất thì với tôi đó chắc chắn phải là nhóm nước hoa tông gỗ. Cứ 10 người mới tìm hiểu về nước hoa thì đâu đấy sẽ có khoảng 8 người quan tâm về cái nốt mùi gỗ này. Có lẽ là trong tiềm thức của chúng ta thì gỗ và nước hoa đã là một cái gì đấy gắn liền với nhau rồi. Và dù bạn thích thật hay chỉ nghĩ là mình thích nốt gỗ thì hãy tham khảo ngay 5 cái chai nước hoa mùi gỗ siêu hay và độc lạ dưới đây nhé. Đầu tiên là Bois Imperial của Essential Parfum, nước hoa gỗ dành riêng cho mùa hè. Em này thì mình đã làm một cái video review khá là chi tiết ở phía bên góc phải màn hình, các bạn có thể tham khảo thêm. Thì cái điểm đáng chú ý nhất của cái chai Bois Imperial này có lẽ nằm ở cái khả năng dùng vào mùa hè cũng như là cái tính độc lạ của nó. Nếu như bạn chưa biết thì nốt gỗ là một cái nốt mùi rất là hiếm xuất hiện trong mùa hè, đặc biệt là nốt gỗ thuần, bởi vì là mùi nó rất là dày và tạo cảm giác hơi hắc. Nhưng do sở hữu một cái nốt gỗ nhân tạo tên là Akigana Oud, một cái nốt gỗ rất là hiếm xuất hiện trong nước hoa, thành ra là Bois Imperial nó rất là thoáng đãng, rất là dịu nhẹ, mang tới cái phong cách phóng khoáng và sang trọng ngay cả khi bạn dùng vào giữa mùa hè. Em này là 100% unisex các bạn nhá. Nam nữ dùng thoải mái và có một cái giá rất là dễ chịu. Với cái độ độc lạ của nó thì cái giá là rất là dễ chịu. Nên là nếu như bạn nào mà thích dùng mùi gỗ, thích dùng vào mùa hè thì Bois Imperial là một cái lựa chọn vô cùng hay và độc đáo cho hè này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với Tam Đảo và Cape Heart X. Hai chai nước hoa mùi gỗ dành cho những người hướng nội, những người có nhiều nội tâm và những người thích sự tinh tế. Thì ngoài sở hữu hai cái nốt gỗ rất là nghệ thuật ra thì hai cái chai nước hoa này nó còn làm cho tôi liên tưởng tới hai cái địa danh rất là nổi tiếng của Việt Nam. Với Cape Heart X thì là Đà Lạt, còn Tam Đảo thì chắc là không cần nhắc thì các bạn cũng biết là ở đâu rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói về Tam Đảo trước. Nếu như bạn nào mà chơi nước hoa Lix một thời gian rồi thì chắc hẳn là không còn lạ gì Tam Đảo hay là đồ sơn của lipstick nữa rồi. Ở đây là hai mùi rất là nổi tiếng được xây dựng từ ký ức của một trong ba founder của hãng trong cái quá trình mà ông sinh sống cùng gia đình tại Việt Nam. Thì cái mùi gỗ trong con, cái mùi đàn hương ấy, cái mùi gỗ đàn hương trong con Tam Đảo này siêu thật các bạn ạ. Nó mục, nó ngậy và hơi kem, như thể là bạn đang đứng ở giữa rừng núi và ngửi cái mùi cành cây nó vừa gãy vậy. Rất là thật, nó thật đến cái nỗi nhá, Tam Đảo có thể được đưa ra làm một cái ví dụ kinh điển nếu như có ai đó hỏi cái sự khác biệt giữa nước hoa Lix và designer là gì. Vâng, đây là một cái em gỗ đàn hương có thể coi là huyền thoại trong những chai gỗ đàn hương tại Việt Nam. Nếu như bạn nào thích gỗ mà vẫn chưa từng thử Tam Đảo thì tôi nghĩ là các bạn nên thử Tam Đảo một lần để biết về cái sự tinh tế của nó. Vâng, một cái tượng đài gỗ rất là Lix tại Việt Nam. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với Cape Heart X để xem là xịt con này xong thì có bị chia tay như là khi đi Đà Lạt không nhá. Cape Heart X ấy, nó mang trong mình ba cái thứ nổi tiếng nhất của Đà Lạt: gỗ thông này, dâu tây và cả nỗi buồn nữa. Thì đính chính lại một chút là cái nỗi buồn này là nỗi buồn trong yên bình các bạn nhé, không có mất mát, không có đau thương gì cả. Vâng, rất là chill, rất là dịu. Đây có thể coi là cái mùi gỗ thông dịu nhất mà tôi từng được ngửi từ trước đến nay. Có thể là do được mix với cả dâu tây nên là cái mùi gỗ thông này rất là tươi và vô cùng mượt. Nó tạo cảm giác rất là chill, rất là chill, rất là Đà Lạt. Có một cái hay của cái nhà Imaginary Arthur này ý, là gần như cái mùi nào của nó làm cũng rất là nghệ thuật, rất là có chiều sâu, nhưng mà quan trọng lại vô cùng dễ dùng.
GFHX là một trong số đấy. Em này thì bám tỏa cực kỳ tốt luôn. Và quan trọng là cái mùi gỗ thông này nó rất là mượt. Các bạn nào mà mới chơi nước hoa vẫn có thể sử dụng một cách thoải mái được. Nếu như bạn nào mà thích cái kiểu mà chill chill ấy, cái kiểu mà buồn một mình ấy, thì GFHX là một cái lựa chọn hoàn hảo. Nó sẽ mang đến cho bạn một cái nỗi buồn rất là chill, ngay cả khi bạn ở giữa Hà Nội hay là Sài Gòn. Vâng, đây là một cái lựa chọn tuyệt vời dành cho những người hướng nội nha. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một chai có chủ điểm là trầm hương. Nốt mùi đại diện cho sự sang trọng và quyền lực. Nhắc đến trầm nổi tiếng ý, thì chắc là mọi người đa số sẽ nghĩ là tôi chuẩn bị review Outwood của Tom Ford đúng không ạ? Thú thật là lúc đầu là cũng định như thế. Nhưng mà tôi để ý thì gần đây là cái chất lượng của Tom Ford nói chung và Outwood nói riêng nó đã giảm rất là nhiều. Đặc biệt là về khả năng bám tỏa. Nên là hôm nay tôi sẽ mang tới cho mọi người một em trầm lạ hơn, dễ dùng hơn, trẻ trung hơn và quan trọng là giá tiền lại còn mềm hơn nữa. Đó chính là Perfect Out của nhà pha chế nổi tiếng Amber Morinas. Nói qua một chút về tác giả thì cụ Amber Morinas này là cha đẻ của gần 500 mùi nước hoa nổi tiếng. Trong đó có rất nhiều mùi trở thành huyền thoại đến từ rất nhiều nhà hương huyền thoại, ví dụ như là Amok này, Kilian này, CK, Versace, vân vân, rất nhiều. Toàn những cái mùi mà nịnh mũi và rất là sang. Thành ra là khi mà cụ lập ra cái hãng Misenser của riêng mình ấy, thì các cái mùi đấy nó cũng đi theo cái phong cách đấy luôn. Rất là nịnh mũi, rất là sang. Các bạn có thể dùng trong môi trường công sở hay là dùng đi gặp khách hàng, rất ok luôn. Nếu như mà con Outwood ấy, nó trở thành tượng đài của trầm hương bởi vì tính dễ dùng và sang trọng, thì em Perfect Out mà tôi đang cầm trên tay đây nó còn dễ dùng hơn rất nhiều so với cả cái mùi Outwood kia. Vẫn là trầm lạnh thôi, vẫn là cái tông trầm lạnh, nhưng mà do được mix thêm với cả nốt quả bách xù, một cái loại quả chuyên để dùng làm rượu gin ấy, thành ra là cái trầm trong con Perfect Out này nó rất là thoáng và nó rất là dịu, đồng nghĩa với cái việc là nó dễ dùng và đa dụng hơn Outwood rất là nhiều. Ví dụ các bạn dùng Outwood nhá, mà các bạn ở dưới 30 tuổi hay là các bạn ăn mặc quá bình thường thì con Outwood nó không thể sang được. Nhưng với Perfect Out, các bạn dưới 30 tuổi vẫn thoải mái, các bạn ăn mặc một cách bình thường vẫn sang trọng hiện đại, không hề cần phải quá cầu kỳ hay là quá tuổi thì mới dùng được con Perfect Out này. Nên là Perfect Out ấy là một cái lựa chọn hoàn hảo dành cho những bạn nào mà thích trầm nhưng mà sợ già này, sợ hắc này, sợ quá tuổi hay là cần ăn mặc quá chỉnh chu này. Perfect Out sẽ đáp ứng cho bạn tất cả các điều đó với một cái nét sang trọng rất là hiện đại và trẻ trung. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một lựa chọn đa dụng và trung tính nhất trong năm em. Nếu bạn muốn sang nhưng mà không thích trịnh trọng như trầm mà vẫn phải tỏa ra cái nét thanh lịch nhã nhặn thì Sam Tối Công Linh với đàn hương mix phấn Diên Vĩ sẽ đáp ứng cho bạn tất cả những điều đó. Sam Tối Công Linh với tôi có thể coi là cái phiên bản nâng cấp hoàn hảo nhất của Santo Baba tới từ Le Labo, cái mùi hương mà vô cùng nổi tiếng và gây rất nhiều tranh cãi đúng không ạ? Ở Santo Công Linh ấy thì nó cũng có cái độ khô rất là giống với cả con Santo Baba, nhưng do được mix thêm với cả phấn Diên Vĩ và một chút sữa nên là cái mùi ở đàn hương này nó không bị quá khô như là trong con Santo Baba, nó không bị gai đến cái mức hắc và nồng giống như là Santo Baba, mà mùi rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Nó nhẹ đến cái mức nhá, đây là một trong những chai hiếm hoi mùi gỗ mà tôi gợi ý dùng vào mùa hè, điều mà Santo Baba của Le Labo không bao giờ có thể làm được. Đặc biệt là cái hương gỗ này thì là 100% unisex, nam hay là nữ đều có thể dùng thoải mái, dùng ở bất kỳ đâu, bất kỳ trường hợp nào, với bất kỳ trang phục nào, Santo Công Linh vẫn mang tới cho bạn một cái nét sang trọng, thanh lịch, rất là nhã nhặn. Một cái kiểu sang mà nó không ồn ào ấy, rất là dễ chịu luôn. Vậy nên nếu như bạn nào mà thích Santo Baba nhưng mà vô tình lại ở những cái nơi mà có nhiệt độ cao ấy,
thì Santo Calling theo tôi sẽ là một cái lựa chọn thay thế vô cùng hoàn hảo cho các bạn. Đặc biệt là những anh trai nào mà thích dùng một cái mùi quanh năm, một cái mùi từ năm này qua năm nọ, thì Santo Calling vẫn có thể đáp ứng được cái tiêu chí đấy với cái nốt mùi có thể dùng được 4 mùa luôn. Theo tôi thì Santo Calling là một chai nước hoa khá là hoàn hảo, ngoại trừ cái giá của nó ra. Ok, đó là cơ bản sơ lược về 5 chai nước hoa mà tôi thấy rất là hay, rất là độc đáo nhưng mà lại vô cùng dễ dùng dành cho những người mới. Hy vọng là sau clip này sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức mới và thú vị hơn. Hẹn gặp lại bạn ở clip sau với 3 chai xạ hương. Xin chào và hẹn gặp lại.